Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Lời đầu tiên video mình xin chúc cả nhà gần xa thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một video là đi đến siêu thị Mỹ. Siêu thị này có tên là Lucky. Hôm nay mình đến đây để tìm mua một trái bí về mẹ mình làm gỏi. Ở Mỹ gọi trái này là trái quát, còn mình Việt Nam là gọi là trái bí. Nó rất là lạ mà ngon, nó ngon hơn cái gỏi đu đủ của mình nữa. Nên hôm nay mình mời cả nhà cùng tham quan chợ Mỹ và cùng về nhà xem mẹ mình làm trái bí như thế nào nha. Nó rất đặc sắc và ngon, giòn, có thể mình để 10 ngày vẫn giòn theo cái cách làm của mẹ mình. Đây, chúng ta bắt đầu vào chợ, mời cả nhà tham quan một vòng và mình sẽ đi tìm mua trái bí cho cả nhà tham quan nha. Đây, trái này gọi là trái bí nè cả nhà. Lời đầu mình đã giới thiệu á. Bây giờ mình tìm mua vài trái về cho mẹ mình làm. Trái này ở Mỹ nó gọi là trái quát. Còn mình thì gọi là bí Mỹ. Rồi bây giờ mình đi một vòng nữa, mình tìm mua ngó sen, rau cần. Tại vì khi làm gỏi này nó gồm có là ngó sen, rau cần và củ cải rốt. Nếu mà làm chay thì mình cho tàu hũ, còn nếu mà mình làm mặn thì mình cho tép. Có người thì người ta thích như là lỗ tai heo á, về cái lạng mỏng rồi ngâm giấm rồi để trên mặt. Nhưng mà hôm nay mẹ mình chỉ làm tép thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi một vòng nữa rồi sẽ về nha. Thank you.
Cả nhà ơi, mình mua nguyên liệu để làm gỏi đầy đủ hết rồi, bây giờ bắt đầu ra về. Đây nè cả nhà, bí mình mua về và mình đã chặt làm hai cho cả nhà xem nè. Bên trong nó là như thế á. Cái ruột nó màu đỏ và nó những có những sợi như vậy nè. Khi mình chẻ xong rồi bắt đầu cái mình bắt nước lên, mình cho vào nấu, nước phải thật sôi rồi bỏ vào. Khi mà mình nấu gì cũng khoảng vài phút mà chứ không có nấu lâu, nếu mà nấu lâu quá bí sẽ mềm, nó không có giòn ngon nữa. Mình mời cả nhà xem từng công đoạn của mẹ mình làm nha. Nó xong rồi lấy ra đập như thế á, rồi nó ra những từ sợi như vậy nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy coi rất là hấp dẫn không, mà lạ nữa. Lần đầu tiên khi mình qua Mỹ á, mình thấy cái này lạ lắm, mà ăn là rất là ngon. Mà cái món này hình như đặc biệt ở mình không biết làm sao nha, chứ đặc biệt là chỉ có mình mẹ mình có kinh nghiệm làm cái này là ngon nhất á, ngon nhất ở vùng của mẹ ở luôn á. Đây ngó sen nè, mình phụ với mẹ bào ra sẵn như vậy nè, bào mỏng mỏng á. Khi mà đập ra lấy sợi như vậy rồi á, bắt đầu cái mẹ mình trộn nè, ngó sen nè, cái rốt, củ hành tây bào, nó trộn lại, rồi đem trộn với hương vị là chanh, đường, muối, rồi xong xuôi mới đem đi để tủ lạnh, sáng hôm sau mới là ép, ép cho thật ráo nước xong xuôi rồi trộn lại một lần nữa rồi đem để tủ lạnh ép, làm như vậy là hai ba lần. Đó, mới ra thành phẩm được như thế đó. Rồi tép á, lột ra rồi chẻ. Rồi bây giờ mà mẹ mình đang trang trí á. Cho nên món gỏi mẹ làm á, là để 10 ngày vẫn còn ngon, còn giòn, không bị hư. Tại vì làm rất cực, trộn xong xuôi chanh, đường, muối, gia vị đầy đủ rồi để tủ lạnh, hôm sau đem ra dằn ép cho ra bỏ cái nước đó, xong rồi là mới trộn thêm một lần nữa, mà làm như vậy là 3 lần. Nó mới ra thành phẩm. Ở nhà nhìn ra rất là ngon. Cái món này là mẹ mình độc quyền nhất luôn á. Nhiều người làm á, điện thoại cho mẹ thất bại, là bị nhão không giòn mà lại mau hư. Đó, thành phẩm xong rồi đó cả nhà. Quan trọng là nước mắm cũng ngon đó. À, cả nhà ơi, video mình cũng khá dài rồi, mình xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi và ủng hộ. Bye, chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé.